Bước đầu điều tra cho thấy 5 người đàn ông này là dân du mục và đang đi khất thực ở một quận thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Một người trong số 5 người này đã bắt chuyện với một bé gái và bị người dân làng cho là có ý định bắt cóc trẻ em. Sau đó, nhiều người dân đã ngay lập tức dùng gậy và đá tấn công 5 người đàn ông đến chết. Hai cảnh sát cũng bị thương khi ngăn chặn vụ bạo lực này. Có ít nhất 13 vụ án tương tự đã xảy ra ở Ấn Độ trong thời gian vừa qua, với tổng số người thiệt mạng lên tới 27 người. Các vụ án trên đều được xác định là bắt nguồn từ những tin nhắn cảnh báo về nạn bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội WhatsApp. Chính quyền địa phương ở các bang ở Ấn Độ đã cảnh báo người dân không nên tin những tin nhắn này. Tại một số ban dịch vụ, tin nhắn và Internet còn bị buộc phải ngừng. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tin đồn lan truyền.